Không phải ngẫu nhiên mà từ xưa đến nay, người ta coi đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Đôi mắt không chỉ đơn giản là nhãn quan, mà còn là thứ vũ khí sắc bén nhất của mỗi người. Cũng bởi vậy mà việc có một hàng mi dày, dài và cong vút luôn luôn là điều phái nữ mong muốn. Nếu như ngày xưa người ta chọn cách chuốt mascara hay gắn mi giả cho đôi mắt thêm to, mi thêm dày, thì ngày nay, hàng loạt các cách thức làm đẹp khác được ra đời như uốn mi, nối mi 2D, 3D, tạo điểm nhấn cho đôi mắt. Thưa quý vị, nối mi là phương pháp làm đẹp khá đắt đỏ. Tùy theo loại keo nối, sợi mi giả mà giá thành có thể dao động ít hay nhiều. Hơn nữa, để sử dụng bộ mi nối, chị em cần phải có sức chịu đựng trên cả tuyệt vời do những rắc rối trong quá trình chăm sóc. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều phụ nữ ưa chuộng phương pháp làm đẹp này. Nhưng đừng quên vì cái đẹp mà quên mất những nguy hại tiềm tàng phía sau. Uống lông mi cũng tương tự như uống tóc. Dưới tác dụng của thuốc, lông mi của bạn sẽ cong trong khoảng 3 tháng. Sau đó, lông mi sẽ duỗi dần và trở về hình dạng ban đầu. Khác với uống, nối mi là một phương pháp làm dày lông mi bằng cách nối một sợi mi từ bên ngoài vào chính sợi mi thật bằng một loại keo dính đặc biệt. Hiện nay do nhu cầu làm đẹp tăng nên dịch vụ nối mi, uống mi cho phụ nữ ngày càng nở rộ. Cùng với đó, các cơ sở nối mi, uống mi cũng tràn lan mọc lên. Chúng tôi có mặt tại một tiệm làm mi trên đường Trần Hữu Trang, quận Phú Nhuận. Tại đây, khi khách yêu cầu được uống mi, chủ cửa tiệm mang ra những dụng cụ uống mi rất thô sơ, chỉ gồm khuôn, nhíp. Điều đáng nói là những dụng cụ này đều không được vệ sinh trước khi sử dụng. Thậm chí, chủ tiệm cũng không rửa tay trước khi thực hiện cho khách. Thuốc để uống mi cũng là một thứ thuốc có mùi nồng và gây cay rát khi sử dụng. Để tìm hiểu về thứ thuốc sử dụng để uống mi và nối mi, phóng viên chúng tôi lại tiếp tục lên đường đến chợ Kim Biên, nơi được cho là bán những sản phẩm dụng cụ nối mi, uống mi. Em lấy keo nối mi lại cay hay không cay? Lại cay là sao? Tức là cay là khi mà để vô mắt khách là nó cay. Còn nếu mà không cay thì nó giảm độ cay thôi, nó bớt cay. Và giá nó như thế nào, nó chênh nhau nhiều chị? 220 với 160. Và có lẽ chính loại thuốc bán với giá 160.000 đồng, không nhãn mác, không nguồn gốc và không hạn sử dụng như thế này là thủ phạm gây nên những tổn thương nghiêm trọng cho mắt mà hầu như các chị em khi làm đẹp đều không để ý đến. Nói có sách, mách có chứng. Nếu không có những trường hợp cụ thể, nạn nhân cụ thể thì có lẽ sẽ khó thuyết phục quý vị, đúng không ạ? Hãy cùng theo dõi những tổng hợp xác thực từ phóng viên chương trình. Em cũng thấy các bạn đi làm thấy có vẻ đẹp cho nên là em cũng đi uống mi theo. Nhưng mà đến cái chỗ đó thì người ta dùng cái thuốc gì mà em ngửi thấy nó có mùi như kiểu mùi thuốc dụng tóc á. Lúc đó thì cũng thấy hơi rát một chút. Sau thì về nhà thì mới thấy ngứa. Ngứa thì thấy mắt nó sưng phù hẳn lên. Sau đó em đến bác sĩ kiểm tra thì bác sĩ bảo là em bị viêm kết mạc mắt. Viêm kết mạc không phải là trường hợp rủi ro duy nhất khi nối mi. Trước đó trên một số diễn đàn internet, nhiều chị em đã không khỏi hoang mang khi chia sẻ những hình ảnh mắt bị đỏ đục, sưng phù khi nối mi ở những cơ sở kém chất lượng. Điều đáng nói là những biểu hiện trên rất có thể từ một loại keo được sử dụng trong nối mi, trong đó có chứa chất formaldehyde, loại hóa chất có thể gây dị ứng, dẫn đến nhức, bỏng rát và phát ban khi tiếp xúc. Thực ra cái formaldehyde thì nó có như một cái dây dẫn xúc của nó formol ấy, thì người ta dùng để bảo quản mô rồi vân vân. Và cái mùi của nó rất là bị nồng đấy, giống như cái mùi formol vậy đó, nó nồng rất là khó chịu. Khi mà làm có thể nó cay, chảy nước mắt, có thể đó là tức thì. Còn ngoài ra nó có thể gây kích ứng, viêm kích ứng, ví dụ như viêm kết giác mạc hay là viêm da dị ứng. Và nó sẽ ví dụ như nó nổi mụn nước li ti và hai cái bên nạn mạc nó sưng và phù nề. Lựa chọn cơ sở uống mi, nối mi an toàn, chất lượng. Sau khi uống mi, nối mi, không rửa nước lên phần mắt vì nước có thể làm keo mất độ kết dính. Thay vào đó, hãy dùng bông tẩy trang thấm nước lau và rửa nhẹ vùng mắt. Nói không với vùng mắt, hành động này có thể khiến keo dán dính vào mắt của bạn, gây đứt gãy phần mi giả hoặc làm lệch sợi mi đã dán uống. Không chải mascara và tẩy trang lông mi, nên đeo kính khi ra đường vì nó sẽ giúp bảo vệ đôi mắt tránh được bụi, đồng thời giúp mắt dễ chịu hơn khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Bị ngứa, sưng rát khó chịu hay nhanh chóng tới gặp bác sĩ để được tư vấn điều trị. Dân, có rất nhiều loại keo được sử dụng trong nối mi có chứa hóa chất gây dị ứng, dẫn đến nhức, bỏng rát, sưng và phát ban khi tiếp xúc.
Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều phụ nữ ưa chuộng phương pháp làm đẹp này bởi hiệu ứng mi cong, dày tự nhiên trong mọi hoàn cảnh. Nhưng cũng đừng chạy theo xu hướng làm đẹp phong trào mà quên những an toàn phía sau đó. Nếu có làm đẹp, hãy đến những trung tâm thẩm mỹ có uy tín, sử dụng thuốc, cũng cần xem nhãn mác và đặc biệt là theo dõi những triệu chứng sau đó. Nội dung này cũng đã kết thúc Góc nhìn đa chiều ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả vào chương trình ngày mai.